Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại gian hàng triển lãm của Mitsubishi An Dân trong khuôn khổ ngày hội lái thử xe được tổ chức bởi oto.com.vn. Và trước mắt chúng ta là chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton, hay còn được anh em thường xuyên gọi với cái tên là Triton. Đây là chiếc Triton phiên bản mới 2019 và là phiên bản cao cấp nhất. 4x4 AT có giá bán niêm yết là 818.500.000 đồng, rất là rẻ. Đây là một chiếc xe sử dụng dẫn động hai cầu 4x4 số tự động với động cơ Mivec. Nhìn chung thì giá bán của Triton có thể nói là rẻ, gần như là nhất phân khúc. Ở phiên bản full option này, như các bạn đang thấy, chúng ta có cụm đèn LED, đèn sương mù và đèn pha thì được đẩy xuống dưới. Rất nhiều công nghệ hiện đại, nhưng mà cái mẫu xe Triton phiên bản full option này cũng chỉ có giá bán là 818 triệu, có nghĩa là nó thấp hơn rất nhiều so với những đối thủ còn lại, ví dụ như là Chevrolet Colorado High Country có giá là 839 triệu, Toyota Hilux 878, Mazda BT50 829, và đặc biệt là Ford Ranger Wildtrak thì có giá lên đến 918 triệu. Đó, tổng thể các bạn quan sát chiếc Triton này thật sự thiết kế rất là năng động, thời thượng, và nó mang nhiều cái phong cách thiết kế của dòng xe Mitsubishi mà người ta gọi đó là thiết kế Dynamic Shell. Chiếc Triton này thì sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 5,3m, 1,815m và 1,795m. Nói chung là nó hơi nhỏ một chút khi mà đứng cạnh Ranger hay là Colorado. Khoảng sáng gầm thì đạt mức khá cao, 220mm. Ở phần hông xe này thì phần đuôi xe ấy, các bạn đang quan sát một cái bộ mâm 18 inch 6 chấu hình hoa văn kim cương. Phía sau này cũng rất là nhìn cảm giác cứng cáp chắc chắn thật. Cái đuôi xe thì cứng vuông và cụm đèn hậu thì có thêm cái dải phanh tay LED mang đến cái nhìn thể thao và cứng cáp hơn. Chiếc xe Triton này thì đang được Mitsubishi chào bán là 818 triệu. Chi tiết về khuyến mại giá bán lái thử, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà tôi đã đính kèm video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.